Lời Phật dạy, phúc họa trong đời người. Tích đức tuy rằng chẳng ai thấy, nhưng làm việc thiện luôn có trời đất chứng giám. Con người lương thiện, dù phúc chưa tới, nhưng họa đã tự khắc rời xa. Con người tà ác, dù họa chưa tới, nhưng phúc đã tự xa rời. Làm việc thiện giống như cỏ mọc trong vườn xuân, dù không trông thấy tăng trưởng, cũng vẫn cứ lớn dần đều. Làm việc ác giống như mài dao trên đá, dù không trông thấy tổn hại, cũng vẫn hao mòn từng ngày. Phúc hay họa đều tại tâm, điều đáng sợ khi làm việc ác, không phải là lo người khác phát hiện, mà là tự bản thân mình biết. Điều đáng mừng khi làm việc thiện, không phải là được người khác tán dương, mà là tự bản thân cảm thấy thanh thản. Chúng ta đều là những vị khách qua đường của đất trời, có rất nhiều việc chúng ta không thể làm chủ được. Nên hãy sống từ bi hướng thiện, để tâm hồn bình an và hạnh phúc. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.